Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Đau Mắt Của Chiếc Hermes. Ở bài ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho mọi người cách móc một cái mẫu áo khoác lẫn thời trang có dây buộc nơ phía trước ngực rất là xinh xắn như thế này. Thì đây là cái mẫu áo mình đã móc trong bài hướng dẫn, cũng như là đầu bài hướng dẫn mình đã có chiếu một số hình ảnh về mẫu áo này sau khi các bạn móc xong thì mặc lên chung sẽ như thế nào ha. Mẫu áo này cực kỳ xinh luôn mọi người. Đặc biệt là với cái mẫu áo này mình sẽ hướng dẫn tăng giảm size theo số đo, nên là mọi người có thể móc được cho bé lẫn người lớn đều được ha. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu sơ qua cho mọi người về cái mẫu áo này nha. Thì đây là cái mẫu áo mà mình sẽ dùng dây để buộc hai cái phần vạt áo lại với nhau ở phần trước ngực ha. Thì dây này chúng ta sẽ buộc thành hình nơ rất là xinh xắn như thế này. Cuối phần dây thì mình sẽ có móc thêm họa tiết cỏ ba lá để tạo điểm nhấn cho phần dây áo. Phần cổ áo thì mình sẽ móc thêm họa tiết bèo để tạo điểm nhấn cho phần cổ áo. Và họa tiết bèo này nó sẽ đồng bộ với cái phần tay áo luôn nha mọi người. Ở đây nè, khi mình móc cái phần bèo á, thì mình quên mất làm cái họa tiết giống cái phần tay áo, nên là cái phần bèo này á, nó hơi khác phần tay áo một chút. Nếu như các bạn bắt tay vào móc cái mẫu này thì các bạn khi móc cái phần cổ áo thì các bạn lưu ý là cái phần họa tiết cuối cùng á, các bạn sẽ móc giống cái phần tay áo này nè, thì cái phần áo nó sẽ đồng bộ và đẹp hơn rất là nhiều ha. Thì đó là cái mẫu áo mình đã móc trong cái bài hướng dẫn này, và mình hy vọng là sau cái bài hướng dẫn này của mình á, thì mọi người có thể móc được cho chính bản thân một cái mẫu áo khoác lửng để mặc trong cái mùa thu đông sắp tới này nha. Nếu như mọi người yêu thích bài hướng dẫn này của mình thì mọi người nhớ ủng hộ mình bằng một lượt đăng ký kênh để mình có động lực quay tiếp những cái bài hướng dẫn rất là xinh xắn như thế này nha mọi người. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt tay vào móc cái mẫu áo này. Và để móc áo này thì các bạn sẽ cần chuẩn bị cho mình những dụng cụ như sau. Thì với cái mẫu áo này mình sẽ sử dụng len mohair cầu vồng. Và đây mình đã có chuẩn bị một cuộn len mohair cầu vồng để cho mọi người có thể quan sát được về chất liệu len này ha. Thì với len mohair thì mọi người biết rồi, nó sẽ có lông tơ nhỏ trên cái sợi len như thế này. Cuộn len mình sử dụng thì nó sẽ có cái màu xanh và màu trắng xen kẽ với nhau, nên khi chúng ta móc lên cái mẫu áo thì nó sẽ chuyển màu từ một đoàn xanh trắng xen kẽ với nhau rất là dễ thương luôn mọi người. Cái màu xanh này ở phía bên ngoài thì nó sẽ tươi tắn hơn trong cái video của mình đây nha. Quay video thì nó sẽ hơi bị tối một xíu. Thì với cái sợi len nhỏ như vậy á, mặc dù là len sợi nó khá là nhỏ, nhưng mà vì nó có lông tơ á, nên là khi các bạn móc lên thì áo nó vẫn rất dày dặn. Và sợi len này mình thấy móc nó rất là dôi sợi luôn mọi người, cực kỳ dôi sợi và len áo rất là nhẹ luôn. Thì với cái chất liệu len như vậy á, mình sẽ sử dụng kim móc 3.0mm để móc cái mẫu áo này. Nếu như bạn nào có nhu cầu mua cái len này á, thì các bạn xem dưới phần mô tả, mình sẽ đính kèm phần link phía bên dưới để các bạn kích vào và mua được cái chất liệu len này. Bây giờ mình sẽ giới thiệu tiếp cho mọi người cách tăng giảm size, cách lấy số đo để móc mẫu áo này nha. Ở đây thì mình đã có vẽ một cái mẫu áo sau khi hoàn thiện để cho mọi người có thể hình dung sơ qua được về cái mẫu áo này. Mẫu áo này là mẫu áo khoác lẫn thời trang có phần cổ bèo và tay bèo. Thì mẫu áo này sẽ có phần dây thắt phía trước ngực ha, không có cài nút nha mọi người. Và với cái mẫu áo này thì mình sẽ có vẽ ra cho mọi người về cái mảnh móc sau khi móc xong, để chúng ta ráp hoàn thiện cái mẫu áo này nó sẽ có hình dáng như vậy ha. Thì ở đây với cái mẫu áo này các bạn sẽ móc phần thân dưới của áo trước cho mình, nên là ở đây mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách móc phần thân dưới trước, sau đó thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn tiếp cho mọi người về cái cách để mọi người lấy số đo và móc tiếp phần thân trên ha. Thì để móc phần thân dưới trước, các bạn sẽ lấy cái móc cái dãy bính ban đầu bằng số đo vòng ngực cộng cho trừ hao độ rộng của áo. Ví dụ như là vòng ngực 80cm, các bạn trừ hao 10cm thì các bạn sẽ móc cho mình cái dãy bính tương ứng với 90cm ha. Thì cái số trừ hao này là cái số không bắt buộc, nên là mọi người muốn trừ hao độ rộng của áo như thế nào cho phù hợp và theo sở thích, nên mọi người có thể cầm thoải mái cái số mà mọi người thích ha. Thì đó là cái cách móc. Nên là bây giờ mình sẽ móc phần thân dưới của áo trước, sau đó thì mình sẽ hướng dẫn tiếp cho mọi người cách tính và lấy số đo như thế nào để chúng ta móc phần thân trên. Thì với cái mẫu áo này, trong cái bài hướng dẫn mình sẽ móc cho vòng ngực 84cm cộng cho 60cm trừ hao thì sẽ bằng 90cm. Tức là mình sẽ móc cho những cái size áo và cái mẫu có vòng ngực dưới 90cm là sẽ mặc được cái mẫu áo này. Thì ở đây 90cm mình sẽ móc được 180 bính. Thì đây mình đã làm tròn cái mũi bính rồi, cho nó ra một số chặn cho dễ tính nha mọi người.
Và khi mình móc được 180 mũi bính này thì mình sẽ móc phần thân dưới của áo. Mình đầu tiên mình sẽ khởi tạo 180 mũi bính nha, để móc cái phần thân dưới của áo trước. Và đây là mình đã móc được một cái phần thân dưới với cái số bính khởi tạo ban đầu là 180 mũi bính, và mình đã móc được 18 hàng móc. Thì mình thấy chiều cao của phần mảnh móc này đã phù hợp rồi. Tại vì màu áo này là màu áo khoác lửng nên là cái phần thân dưới mình móc khá là ngắn mọi người. Ở đây ở phần thân dưới thì mình móc sẽ toàn bộ là mũi kép hết, khá là đơn giản, nên là mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách móc. Còn mọi người khởi tạo cái dây bánh ban đầu thì phải đúng với số đo mà mọi người đã tính toán được ha. Mọi người thông cảm cho mình ở cái khoảng này ha. Tại vì khi mình khởi tạo đủ 180 mũi bính thì nó sẽ làm cho cái video quay khá là dài, quay rất là lâu. Nên ở đây mình sẽ khởi tạo cái dây bánh ngắn hơn để rút ngắn cái quá trình mình quay hướng dẫn ở cái phần thân dưới của áo. Mọi người thông cảm cho mình ở đoạn này nha. Thì bây giờ với cái dây bánh khởi tạo, mình sẽ khởi tạo khoảng tầm 18 mũi bánh thôi. 18 mũi bánh với tỷ lệ là 1:10 nha mọi người. Thì tương ứng với thực tế nó sẽ là 180 mũi bánh á. Để khởi tạo mũi bánh thì các bạn sẽ tạo cho mình một cái mũi đầu tiên. Và ở đây các bạn sẽ khởi tạo dây bánh theo cái size áo của các bạn. Với thực tế cái size áo của mình là 180 mũi bánh. Ở đây thì mình sẽ móc theo tỷ lệ 1:10 nên là mình sẽ móc 18 mũi bánh ha. Và mũi bánh của mình sẽ khởi tạo lỏng tay một xíu nha mọi người. Mọi người đừng có khởi tạo chặt tay quá mà kéo cái mũi bánh hơi cao lên một xíu. 2 3 4 5 6. Sau khi mình khởi tạo đủ cái dãy bánh ban đầu với cái size áo này thì các bạn sẽ liên tiếp cho mình thêm 3 mũi bánh nữa. 1 2 3. Và ở đây thì cái tay mình là đang giữ cái mũi bánh thứ 180 á, thì các bạn sẽ bỏ qua cái mũi bánh thứ 180 này, đâm kim vào cái mũi bánh thứ 179 và móc vào cái mũi bánh đó cho mình là một mũi kép đơn. Thì ba cái mũi bánh mà mình lên sau này, sau khi móc đủ 180 mũi bánh á, mình lên 3 mũi bánh đó, thì ba cái mũi bánh mà các bạn lên sau cùng đó, các bạn sẽ tính nó là mũi kép đơn đầu tiên, nên là các bạn sẽ dùng ghim đánh dấu và đánh dấu cái mũi bánh thứ ba lại cho mình. Đây, 1 2 3 thì mình sẽ đánh dấu cái mũi bánh thứ ba lại ha. Thì cái mũi bánh này chính là cái chân móc cuối cùng của dòng móc số 2 tiếp theo. Ở đây có một số bạn á là quên mất cái chân móc cái mũi bánh này. Nên là khi các bạn quay ngược dòng móc thì các bạn chỉ móc tới cái chân móc trước đó, còn cái mũi bánh này các bạn không có móc nên là nó bị thiếu mũi á. Mọi người lưu ý giùm mình ha. Và khi các bạn móc như vậy xong thì các bạn sẽ lần lượt móc từng mũi bánh là một mũi kép đơn cho đến hết cái dòng móc đầu tiên nha. Sau khi mình móc tới mũi bánh cuối cùng trên cái dãy bánh đầu tiên thì các bạn sẽ quay ngược dòng móc lại và móc tiếp dòng móc thứ hai. Thì để móc dòng móc thứ hai, đầu tiên các bạn sẽ liên cho mình 3 mũi bánh. Và 3 mũi bánh này mình sẽ tính nó là một mũi kép đơn đầu tiên. Các bạn sẽ dùng ghim đánh dấu và đánh dấu mũi bánh thứ ba lại cho mình. Thì mũi bánh mà mình đánh dấu ở đây nó sẽ là chân móc cuối cùng của dòng móc tiếp theo. Thì khi các bạn đánh dấu xong thì các bạn sẽ bỏ qua chân móc đầu tiên, tại vì có 3 mũi bánh này đã tính mũi kép đơn đầu tiên rồi, nên là mình sẽ móc vào chân móc thứ hai là một mũi kép đơn. Tiếp theo thì mình sẽ lần lượt móc từng chân móc là một mũi kép đơn cho tới chân móc cuối cùng. Thì các bạn có thể thấy là cái chân móc cuối cùng mình đã đánh dấu rồi, nó là mũi bánh thứ ba của dãy 3 mũi bánh mình lên sau cùng khi móc xong cái dãy bánh ban đầu. Thì mình đã có đánh dấu rồi nên khi móc tới đây các bạn chỉ cần móc một mũi kép đơn vào vị trí đánh dấu nữa thì chúng ta sẽ đủ cái số mũi ban đầu. Và với cái size áo của mình ở đây thì số chân móc ban đầu là 180 á, nên là mình sẽ móc tổng cộng là 180 mũi kép trên cái dòng móc số 2 và nó bằng số chân móc với cái dòng móc đầu tiên luôn. Sau khi mình móc tới cuối dòng móc số 2 thì mình sẽ quay ngược đầu móc lại và lên tiếp dòng móc số 3. Thì cách móc dòng móc số 3 nó sẽ giống hoàn toàn như dòng móc số 2. Các bạn sẽ lên 3 mũi bánh. Sau đó dùng ghim đánh dấu mũi bánh thứ 3 lại. Tiếp theo thì sẽ lần lượt móc vào chân móc
thứ hai trở đi cho tới những chân móc cuối cùng, mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Và ở đây thì các bạn có thể thấy là mình đã đánh dấu mũi bính thứ ba lại. Thì cái mũi bính mà mình đánh dấu ở dòng móc số 2 á thì chính là cái chân móc cuối cùng của cái dòng móc số 3 ở đây. Thì các bạn đánh dấu như vậy á thì các bạn sẽ không có bị bỏ sót cái chân móc cuối cùng. Chúng ta sẽ móc đủ mũi ở những cái hàng móc ha. Thì với cái size áo này mình sẽ móc tổng cộng là 18 hàng. Thì các bạn sẽ lần lượt móc xong phần thân dưới của áo, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho mọi người nha. Khi mình móc được cái phần thân dưới của áo được 18 hàng thì mình thấy chiều cao của phần thân dưới của áo đã phù hợp rồi. Thì bây giờ mình sẽ móc phần thân trên của áo. Thì từ vị trí móc phần thân trên, tính là vị trí mà các bạn giảm mũi để tạo phần cổ áo, thì mình sẽ gọi cái từ vị trí đó lên tới phần vai là phần E1. Thì E1 các bạn sẽ lấy cho mình số đo như sau. Các bạn sẽ đo từ vị trí chỗ hõm giữa hai ngực. Thì các bạn quan sát trên chính các bạn là cái vị trí chỗ hõm ở giữa hai ngực các bạn, cái vị trí xương hõm xuống các bạn sẽ đo từ vị trí đó giống ngang và đo lên tới phần vai, đo vuông góc nha mọi người. Mọi người sẽ giống ngang từ trên vai xuống, đo vuông góc với cái phần chỗ hõm đó, thì các bạn đo được bao nhiêu centi thì các bạn sẽ ghi lại số đo đó. Thì với cái size áo của mình nè, mình sẽ đo được 22 centi. Thì 22 centi này ở phần thân trên của áo mình sẽ móc tương ứng với bao nhiêu hàng. Ở đây các bạn sẽ dùng thước dây và đo phần thân dưới của áo, kéo 10 cm để xem 10 cm các bạn sẽ móc được bao nhiêu hàng móc so với phần thân dưới. Thì ở đây 10 cm mình sẽ móc được 10 hàng mọi người, tức là cứ 1 cm là mình móc một hàng. Thì với 22 cm các bạn sẽ móc được bao nhiêu hàng, các bạn sẽ lấy 22 nhân 10 chia 10, nó sẽ ra 22 hàng. Thì đó là số hàng móc của phần thân trên của áo, chúng ta sẽ móc 22 hàng. Và trong quá trình mình móc 22 hàng này, mình sẽ bắt đầu chia cái phần tay áo. Thì các bạn có thể thấy là ở đây mình sẽ hạ cổ một lúc, sau đó thì mình sẽ chia để tạo phần tay áo nè. Đó. Thì phần tay áo của mình thì mình sẽ móc là hạ 16 cm, tính từ trên vai tính xuống nha. Ở đây này, 22 cm là bắt mình hạ cổ, nhưng mà tay áo thì mình sẽ móc 16 cm thôi. Thì 16 cm nó sẽ tương ứng với bao nhiêu hàng? Tức là lấy 16 nhân 10 chia cho 10 thì nó sẽ ra bằng 16 hàng. Vậy là ở phần hạ cổ này, sau khi mình móc 6 hàng thì mình sẽ bắt đầu chia mũi để tạo phần tay áo. Cái phần tay áo này các bạn có thể chia sớm hơn hay là muộn hơn tùy thuộc vào cái phần bắp tay của các bạn nè. Thì cái bắp tay của mình là cái vị trí to nhất á, mình đo được 24 cm, nên là mình sẽ bắt đầu chia phần tay áo sau khi giảm cổ được 6 hàng. Thì các bạn có thể là bắp tay lớn hơn các bạn sẽ chia sớm hơn, ví dụ như sau khi giảm cổ 4 hàng các bạn chia nếu bắp tay lớn, còn nếu bắp tay nhỏ hơn mình nữa thì sau khi giảm được 8 hàng thì các bạn chia. Đó, cái đó là các bạn linh động ha, một là chia giống mình, hai là chia theo cái số đo của các bạn. Các bạn chia giống mình cũng được tại vì cái phần tay áo này khá là to á. Thì khi mà các bạn chia xong, xác định được những cái phần mà các bạn chia mũi tạo tay cũng như là phần cổ rồi, thì các bạn sẽ tính tiếp cho mình là cái phần vạt áo nó sẽ bao nhiêu mũi. Thì tổng số mũi bính ban đầu của mình là 180 mũi bính, tương ứng với phần mặt lưng là 90 bính, phần mặt trước là 90 bính. Thì phần mặt trước thì chúng ta có vạt áo trái và phải, thì chúng ta sẽ chia đôi ra, lấy 90 chia đôi thì mỗi phần vạt áo nó sẽ có 45 mũi. Thì với cái phần thân trên của áo mình sẽ móc tổng cộng là 22 hàng móc. Thì các bạn phải giảm phần cổ như thế nào cho đến khi các bạn móc xong hàng móc số 22 của phần thân trên thì số mũi trên cái phần vạt áo nó chỉ còn một nửa là được. Ví dụ ở đây cái phần vạt áo mình 45 mũi thì mình phải giảm cho đến hàng móc số 22 thì mình chỉ còn là 22 mũi, 22,5 nha, nhưng mà mình sẽ làm tròn thành 22 mũi. Đó. Thì với 22 hàng móc mình sẽ giảm sau đó cho nó còn 22 mũi. Thì ở đây cứ một hàng mình giảm một mũi thì nó sẽ được với cái số tương ứng như vậy rồi. Nè, 22 cm tương ứng với 22 hàng và mình sẽ giảm 22 mũi so với số mũi ban đầu. Giảm một nửa so với số mũi ban đầu này, thì với một hàng mình sẽ giảm một mũi thì nó sẽ phù hợp với cái số mà mình đưa ra ở đây. Thì các bạn có thể là tính cái số mũi mà các bạn cần giảm để cho cái mẫu áo nó được đẹp hơn nha. Thì đó là cách tính của mình tương ứng với cái bài hướng dẫn của mình ở đây. Thì bây giờ mình sẽ giảm mũi tạo phần cổ áo, sau đó thì mình sẽ giảm liên tiếp 6 hàng thì mình sẽ bắt đầu chia mũi, chia cái phần tay áo ra để móc từng phần một. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách giảm mũi ở phần cổ áo nha.
Thì đây là mình đã móc xong dòng móc số 18 của phần thân dưới của áo ha. Thì bây giờ mình sẽ móc tiếp cách giả mũi để tạo phần cổ áo. Mình sẽ giả mũi liên tiếp 6 hàng, sau đó mình mới bắt đầu chia tay áo. Thì cách giả mũi sẽ là như sau. Ở đây các bạn sẽ liền cho mình 2 mũi bính. Một, hai. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua chân móc đầu tiên, đâm kim vào chân móc tiếp theo và móc một mũi kép đơn vào chân móc này. Thì mình sẽ tính hai cái mũi mình vừa móc xong ở đây là hai mũi kép đơn chụm đầu. Thay vì mình lên 3 mũi bính như phần thân dưới của áo thì mình chỉ lên 2 mũi bính thôi. Và mình sẽ móc vào cái chân móc tiếp theo một mũi kép đơn và tính hai cái chân móc này là hai mũi kép đơn chụm đầu. Ở đây các bạn có thể dùng kim đánh dấu và đánh dấu cái mũi kép đơn này lại cho mình để lát sau khi chúng ta quay ngược dòng móc lại các bạn có thể phân biệt được đâu là cái chân móc cuối cùng để móc cho đúng số mũi ha. Thì khi mình giảm được hai mũi thành một mũi rồi thì những chân móc tiếp theo mình sẽ lần lượt móc từng chân móc là một mũi kép đơn cho tới hai chân móc cuối cùng trên cái dòng móc này. Thì ở hai chân móc cuối cùng mình sẽ giảm thành một chân móc, tức là móc vào hai chân móc cuối cùng là hai mũi kép đơn chụm đầu nha mọi người. Đầu hàng mình giảm một mũi, cuối hàng mình giảm một mũi nha. Sau khi mình móc tới hai chân móc cuối cùng trên cái dòng móc đầu tiên của phần thân trên thì hai chân móc này nó sẽ có một chân ở đầu mũi kép nè, một chân là ở mũi bính thứ ba của dãy ba mũi bính của dòng móc trước đó. Thì ở hai chân móc này mình sẽ móc giảm thành một chân, giống như đầu hàng á, thì mình có nói là móc hai mũi kép đơn chụm đầu vào cuối dòng móc á. Thì bây giờ mình sẽ lấy len này đâm kim vào chân móc kế bên chân móc cuối cùng, lấy len và kéo qua chân móc này, sau đó lấy len kéo qua hai chân móc trên kim. Tiếp theo thì các bạn sẽ tháo kim đánh dấu ra. Các bạn sẽ đâm kim, lấy len, đâm kim vào cái mũi bính thứ ba mà các bạn vừa tháo kim đánh dấu, lấy len kéo qua mũi bính này, sau đó lấy len kéo qua hai chân móc trên kim. Thì bây giờ trên kim mình còn 3 chân móc. Bây giờ mình sẽ lấy len và kéo qua hết 3 chân móc này. Vậy là mình đã giảm được hai chân cuối cùng thành một chân móc. Vậy là mình đã xong được cái dòng móc đầu tiên của phần thân trên của áo. Tiếp theo ở năm cái dòng móc tiếp theo á, các bạn sẽ móc hoàn toàn giống như dòng móc đầu tiên ha. Đầu hàng giảm mũi, cuối hàng giảm mũi. Và mình sẽ gặp lại mọi người sau khi mọi người móc xong dòng móc số 6 của phần thân trên của áo nha. Và đây là sau khi mình móc xong dòng móc số 6 của phần thân trên thì các bạn có thể thấy là ở phần vạt áo phía bên tay phải của mình thì nó đang nghiêng sang phía bên phải nè. Phần vạt áo phía bên tay trái thì nó đang nghiêng về phía bên tay trái ha. Và mình 6 hàng như vậy thì mình sẽ giảm được 6 mũi ở mỗi phần vạt áo. À, số mũi ở phần vạt áo ban đầu nó sẽ có là 45 mũi mọi người. Và khi ở đây mình giảm 6 mũi thì mình chỉ còn 39 mũi trên cái phần vạt áo thôi. Và tới cái dòng móc số 6 ở đây mình sẽ bắt đầu chia mũi để chừa số mũi ở phần nách áo cũng như là cái phần tay áo ha. Thì ở đây các bạn có thể thấy là mình đã đánh dấu hai cái điểm đánh dấu ở phía bên này. Đây là phần nách nè, đây là phần vạt áo nè, còn lại là phía sau lưng ha. Thì phần vạt áo mình còn 39 mũi, nách mình sẽ chừa 6 mũi nên là 3 mũi mình sẽ lấy ở phần vạt trước và 3 mũi mình sẽ lấy ở phần ở sau lưng. Nên là ở đây sau khi giảm 6 mũi thì phần vạt phía trước này nó chỉ còn là 39 mũi thôi. Mình trừ bớt thêm cho 3 mũi ở phần nách nữa thì nó chỉ còn 36 mũi. Các bạn sẽ đếm từ phía bên này, đếm sang cho mình, đánh dấu ở mũi thứ 36. Sau đó thì các bạn sẽ đếm thêm 6 mũi và đánh dấu ở mũi thứ 7. Thì 6 cái mũi này là 6 cái mũi mình chừa ở phần nách áo ha. Tương tự với phần vạt áo còn lại, đêm này mình cũng sẽ đếm tới mũi 36 đánh dấu ha. Đếm tiếp 6 mũi tới mũi thứ 7 đánh dấu. Đó thì các bạn sẽ đánh dấu được 4 cái vị trí trên này. Và từ vị trí đánh dấu đây là phần vạt áo phía bên trước, từ vị trí kim đánh dấu số 2 cho tới vị trí kim đánh dấu số 3 là phần mặt lưng ha. Đó. Thì khi mà các bạn đánh dấu xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ lần lượt móc từng phần một cho đến khi chúng ta móc xong phần thân trên của áo. Thì đây là cái điểm, cái mũi cuối cùng của mình này, ở dòng móc số 6 khi mình móc xong này. Thì sau khi mình chia thân thì mình sẽ móc tiếp tới cái vị trí kim đánh dấu này thì mình móc lên ha, từng phần một, lần lượt từng phần một ha. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người móc cái phần vạt áo phía bên tay trái của mình trước nha. Thì đây là cái chân móc cuối cùng trên cái dòng móc thứ 6. Sau khi mình đã chia phần tay áo nha, thì bây giờ mình sẽ móc tiếp dòng móc số 7 của phần vạt áo phía bên tay trái của mình. Bây giờ thì mình sẽ lần lượt móc đầu hàng giảm mũi, cuối hàng giữ nguyên. Cuối hàng là tức là cái vị trí mà mình đánh dấu ở đây nè, bắt đầu cái kim đánh dấu đầu tiên nè.
mình sẽ móc thẳng lên, cứ giảm mũi ở đầu hàng thôi mọi người. Cuối hàng thì các bạn không có giảm, cứ móc bình thường ha. Bây giờ mình sẽ quay ngược lại và mình sẽ gọi nó là dòng móc số 7 ha. Thì ở dòng móc số 7 của phần vạt áo phía bên trái, đầu tiên các bạn sẽ lên cho mình là hai mũi bính, bỏ qua chân móc đầu tiên, đâm kim vào chân móc thứ hai và móc một mũi kép đơn. Thì đây mình sẽ gọi là hai mũi kép đơn chụm đầu và giảm lại thành được một mũi. Các bạn sẽ dùng kim đánh dấu mũi này lại. Thì tiếp theo các bạn sẽ lần lượt móc mũi chân móc là một mũi kép đơn cho đến khi các bạn gặp được cái kim đánh dấu đầu tiên. Thì chúng ta sẽ quay ngược đầu móc lại để móc dòng móc thứ 8 của phần vạt áo phía bên tay trái ha. Sau khi mình móc tới cái vị trí kim đánh dấu đầu tiên mà mình gặp được này, thì đây mình sẽ móc vào vị trí kim đánh dấu này là một mũi kép đơn. Tới đây các bạn có thể tháo kim đánh dấu này ra được rồi nha. Và bây giờ mình sẽ quay ngược đầu móc lại. Ở đây mình sẽ lên 3 mũi bính và tính nó là mũi kép đơn đầu tiên. Thì các bạn sẽ dùng kim đánh dấu mũi bính thứ 3 lại để lát sau chúng ta có thể phân biệt được đâu là cái chân móc cuối cùng trên cái dòng móc số 8 ở đây. Thì sau đó mình sẽ bỏ qua chân móc đầu tiên, đâm kim vào chân móc thứ 2, móc một mũi kép đơn. Tiếp theo thì mình sẽ lần lượt móc mỗi chân móc là một mũi kép đơn cho tới hai chân móc cuối cùng. Khi mình móc tới hai chân móc cuối cùng trên cái dòng móc thứ 8 thì ở đây hai chân móc này á, mình sẽ giảm thành một chân và mình sẽ móc là hai mũi kép đơn chụm đầu vào hai vị trí này. Thì hai mũi kép đơn chụm đầu mình đã có hướng dẫn ở cho mọi người á, ở dòng móc số 1, số 2, số 1 cho tới số 6 của cái phần thân trên của áo rồi. Nên ở đây vào hai cái mũi cuối cùng mình đã giảm lại được thành một mũi thì mình cũng đã hoàn thành xong dòng móc thứ 8 của phần vạt áo phía bên tay trái của mình. Và tiếp theo thì các bạn sẽ lặp lại cho mình hai cái dòng móc số 7, số 8 lần lượt như vậy cho đến khi các bạn móc xong dòng móc số 22 trên cái phần vạt áo số vạt áo phía bên tay trái của mình đây nha. Thì mọi người có thể là thấy được là ở cái dòng số 7 nè, mình sẽ giảm mũi đầu hàng, tức là cái dòng lẻ thì giảm mũi đầu hàng. Và ở cuối hàng thì móc bình thường, dòng số 8 thì mình sẽ giảm mũi ở cuối hàng, đầu hàng móc bình thường ha. Các bạn sẽ lặp lại hai hàng móc này cho mình nha. Khi mình móc tới dòng móc số 22 cũng là dòng móc cuối cùng trên cái phần vạt áo đầu tiên thì ở đây mình còn một mũi cuối cùng trên cái dòng móc này. Các bạn sẽ lấy len kéo qua cái mũi cuối cùng ở đây và các bạn sẽ cắt cho mình một cái đoạn len dài một xíu, khoảng tầm 30-40cm. Các bạn sẽ chừa lại cái đoạn len dài này để lát sau chúng ta móc nó vào cái phần thân sau của áo sau khi chúng ta hoàn thành phần thân sau ha. Khi các bạn cắt len xong thì các bạn sẽ rút phần len này qua cái chân móc này. Đó, vậy là mình đã được xong một cái phần vạt áo đầu tiên của cái mẫu áo này như thế này. Tiếp theo thì mình sẽ móc vạt áo còn lại. Để móc phần vạt áo còn lại thì các bạn sẽ nối len vào vị trí cái kim đánh dấu thứ tư, tính từ phía bên vạt áo đầu tiên sang cái vạt áo, sang mặt lưng này và sang cái phần vạt áo còn lại ha. Mình sẽ nối len vào vị trí cái kim đánh dấu thứ tư ha. Các bạn sẽ cột lại cho mình một cái mũi ở đây để cho sợi len này được chắc chắn hơn. Và sau khi cột mũi nối len vào rồi thì các bạn sẽ tháo kim đánh dấu ra luôn. Ở đây các bạn sẽ đâm kim tiếp tục vào chân móc mà các bạn vừa nối len vào. Các bạn sẽ lấy len và kéo qua chân móc này. Sau đó các bạn sẽ lên cho mình 3 mũi bính, bỏ qua chân móc đầu tiên, tại vì 3 mũi bính này mình sẽ tính nó là mũi kép đơn đầu tiên rồi. Các bạn có thể dùng kim đánh dấu và đánh dấu mũi kép đơn đầu tiên này lại, tức là đánh dấu mũi bính thứ ba mọi người, giống như trước đó mình có hướng dẫn cho mọi người á. Tiếp theo thì mình sẽ móc vào chân móc thứ hai một mũi kép đơn và lần lượt móc từng chân móc là một mũi kép đơn cho tới hai chân móc cuối cùng. Thì mình sẽ giảm ở hai chân móc cuối cùng này lại còn một chân móc. Cách giảm là hai mũi kép đơn chụm đầu ở hai chân móc cuối cùng. Thì ở phần vạt áo này các bạn có thể thấy là ở cái dòng móc này á, ở dòng móc này nè, dòng móc số 7 thì mình sẽ giảm ở cuối hàng, dòng móc số 8 giảm ở đầu hàng. Nó sẽ ngược lại với vạt áo trước đó mà các bạn móc. Với vạt áo số 1 á, thì mình sẽ giảm mũi ở đầu hàng ở dòng móc số 7 và giảm mũi ở cuối hàng dòng móc số 8. Thì cái này mình lại ngược lại ha. Cuối hàng số 7 thì mình giảm mũi, đầu hàng số 8 thì mình sẽ giảm mũi. Và mình sẽ lặp lại hai hàng số 7 và số 8 cho đến khi mình móc xong dòng móc số 22. Thì cách giảm thì đối xứng với phần vạt áo trước đó thôi, khá đơn giản mọi người.
rất là đơn giản luôn. Các bạn cứ tưởng tượng là nó đối xứng nhau, thì bên này mình giảm phía bên đầu hàng thì bên kia mình giảm ở cuối hàng vậy á. Sau khi mà các bạn móc xong phần vạt áo còn lại rồi thì các bạn sẽ tiếp tục móc phần mặt lưng cho mình. Thì ở phần mặt lưng mình móc tổng cộng là 16 hàng. 16 hàng thì chúng ta chỉ cần móc thẳng lên thôi. Thì đây các bạn có thể thấy là cái phần mặt lưng của mình này mình móc thẳng lên 16 hàng, cộng với 6 hàng trước đó thì tổng cộng mình sẽ có 22 hàng ha. Và khi các bạn móc xong phần mặt lưng rồi thì chúng ta sẽ tiến hành ráp phần vai và phần mặt lưng lại với nhau. Thì đây, đây là phần mặt lưng mình đã móc này. Và đây là cái phần vạt áo nè. Thì bây giờ mình sẽ ráp phần vạt áo với phần mặt lưng. Chúng ta sẽ ráp như thế này nè, các bạn có thể thấy là đây là cái phần nách chúng ta chừa lại đúng không? Thì đây là cái phần lưng và cái phần mặt vạt áo phía đằng trước của mình. Thì mình sẽ ráp hai phần này lại với nhau. Và cái phần mà mình ráp cái đoạn này á, chính là phần vai á. Thì bây giờ mình sẽ ráp ha. Các bạn lưu ý là các bạn sẽ ráp ở mặt trái của áo, tức là ở đây là mặt phải đúng không? Thì các bạn sẽ lật ngược lại cho mình và ráp ở mặt trái của áo. Ở đây thì mình sẽ đưa cái phần vạt áo ở đây. Thì phần mặt lưng thì mình sẽ đưa lên như thế này. Đây là cái phần dây cuối cùng mà khi mình móc xong cái phần vạt áo thì mình có chừa lại một cái đoạn dây len dài để chúng ta khi chúng bây giờ chúng ta sẽ ráp phần áo này, thì cái phần len dài này mình sẽ dùng để ráp nó luôn này. Thì đây là mặt lưng này, mình sẽ đâm kim vào cái mũi bính thứ ba của dãy ba mũi bính đầu tiên của cái dòng móc ở trên phần mặt lưng ở đây. Ở bên phần vạt áo cũng vậy, mình cũng sẽ đâm qua chân móc đầu tiên. Sau đó thì mình sẽ lấy cái phần len ở trên phần vạt áo mình kéo qua cái chân móc này. Móc một mũi ha. Kéo một mũi qua cái mũi móc mà mình vừa kéo qua thì mình đã ráp được hai cái mũi đầu tiên lại với nhau rồi. Tiếp theo, mình sẽ đâm kim vào mũi thứ hai. Ở bên phần vạt áo cũng vậy ha. Các bạn cũng sẽ đâm kim vào mũi thứ hai và mình móc một mũi đơn vào đây. Tiếp tục mũi thứ ba. Tiếp mũi thứ tư. Và mình sẽ lần lượt ráp hết những cái mũi từ cái phần lưng và phần vạt áo lại với nhau. Thì mình sẽ ráp tới mũi cuối cùng, sau đó mình sẽ tiếp tục hướng dẫn tiếp cho mọi người nha. Ở đây sau khi mình ráp xong cái mũi cuối cùng nè, thì bây giờ trên kim mình có một sợi len như vậy. Mình sẽ lấy len kéo qua cái chân móc cuối cùng trên kim móc và bây giờ mình sẽ cắt len đi. Sau khi cắt len thì các bạn sẽ rút sợi len này lên. Vậy là mình đã ráp được cái phần vai áo và cái vị trí mình ráp là chính là mặt trái của áo. Thì bây giờ mình sẽ luồn ra, luồn cái mặt trái vô trong, mặt phải ra ngoài để chúng ta móc phần tay áo nha. Ở tay áo thì mình sẽ tiến hành móc ở mặt phải của áo. Thì đây là mặt phải, đây là vị trí mà mình vừa khâu, vừa móc ráp cái phần vai áo nè. Thì đây là phần nách áo. Nách áo thì nó sẽ có 6 mũi mình thêm ở phần nách ha. Và ở đây khi chúng ta móc phần tay áo thì các bạn sẽ đâm kim vào cái mũi thứ ba tính từ phía bên tay phải sang. Các bạn sẽ đếm cho mình, tại vì ở giữa này nó có 6 mũi nè các bạn, để mình đưa gần cho mọi người ha. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ha. 6 mũi mình chừa lại ở phần nách thì mình sẽ đâm kim vào cái mũi là đây này, 1, 2, 3, bên này có 1, 2, 3. Còn đây, đây là cái chân của cái mũi kép này nè. Mọi người có thể thấy không? Đây là cái chân của mũi kép ha. 1, 2, 3, này, 4, 5, 6 này. Thì mình sẽ đâm kim vào cái mũi thứ ba tính từ phía bên tay phải sang. Và sau đó thì các bạn sẽ đưa phần len mới vào vị trí cái mũi này và thắt lại cho mình ở đây một cái nút thắt ha. Sau đó thì các bạn sẽ đâm kim tiếp tục vào chân móc này, kéo phần len dài qua chân móc này. Các bạn sẽ liên cho mình là 3 mũi, 3 mũi bính. Tiếp theo đó thì các bạn sẽ đâm kim vào chân móc thứ hai và móc cho mình vào đây là một mũi kép đơn. Còn ba cái mũi bính đầu tiên này á, mình sẽ tính nó là mũi kép đơn đầu tiên. Các bạn có thể là dùng cái kim đánh dấu để đánh dấu mũi bính thứ ba lại, để lát sau chúng ta quay tới cuối dòng móc thì các bạn sẽ trượt vào cái mũi mà các bạn đánh dấu ở đây. Còn nếu mà bạn nào quen rồi á, thì không cần đánh dấu ha. Tiếp theo thì các bạn sẽ móc những mũi kép tiếp theo, và trong quá trình móc thì các bạn sẽ kẹp theo cái phần len dư phía bên dưới để giấu luôn phần len này đi trong quá trình chúng ta móc dòng mũi kép đầu tiên. Các bạn sẽ đâm kim vào chân móc thứ ba và móc vào đây cho mình là một mũi kép đơn vào chân móc này. Thì đây là ba cái mũi mà mình thêm ở phần nách.
bên tay trái của mình vẫn còn 3 mũi nữa. Thì ba cái mũi này sau khi mình móc cuối hàng thì mình móc sau. Bây giờ thì mình cứ móc lần lượt theo cái phần viền phía trên phần tay áo ở đây. Chúng ta sẽ sang phía góc này. Thì đây là cái góc của cái mũi kép nằm ngang này. Các bạn có thể thấy đây là cái dòng mũi kép nằm ngang ở đây. Thì đây là cái chân của cái mũi kép đó. Thì các bạn sẽ móc vào cái chân mũi kép này và cái mũi kép nằm ngang này cho mình là hai mũi kép đơn dụng đầu. Thì đầu tiên các bạn sẽ lấy lên, đâm kim vào chân của mũi kép nằm ngang ở đây. Thì đây các bạn có thể thấy là cái mũi kép này nằm ngang và đây là chân của mũi kép ha. Các bạn sẽ đâm kim vào đây, lấy len và kéo qua chân móc này. Sau đó lấy len, kéo qua hai chân móc trên kim. Thì bây giờ trên kim chúng ta có hai chân móc như vậy. Các bạn sẽ lấy len, tiếp tục đâm kim vào cái mũi kép ha. Cái mũi kép này nó đang nằm ngang như vậy thì các bạn sẽ đâm kim vào cái mũi kép này luôn. Và lấy len kéo qua. Tiếp tục lấy len kéo qua hai chân móc trên kim, sau đó mình lấy len kéo qua ba chân móc trên kim thì mình sẽ có được hai mũi kép đơn chụm đầu. Và hai mũi kép đơn chụm đầu này, cái chân của mũi đầu tiên nó sẽ nằm ở chân của mũi kép nằm ngang và mũi kép thứ hai thì nó sẽ nằm ở trên cái mũi kép nằm ngang này luôn, trên thân của mũi kép này luôn ha. Đó, vậy là mình đã được hai mũi kép đơn chụm đầu ở đây, ở cái vị trí góc này. Tiếp theo thì mình sẽ đâm kim vào cái chân, vào cái mũi kép nằm ngang ở đây, móc tiếp vào đây cho mình là một mũi kép đơn ha. Tiếp tục các bạn sẽ đâm kim vào giữa hai cái hàng mũi kép ở đây, một mũi kép đơn vào ở giữa này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lên được cái hàng mũi kép tiếp theo và ở cái mũi kép nằm ngang ở đây thì các bạn sẽ đâm kim vào mũi kép này và móc vào đây cho mình là hai mũi kép đơn chung một vị trí ở đây. Thì đây là cái mũi kép nằm ngang nè, cái hàng mũi kép đây nè, các bạn sẽ móc vào đây là hai mũi kép đơn. Sau đó thì chúng ta sẽ tới cái vị trí giao ở giữa hai hàng mũi kép ở phía dưới mà chúng ta vừa móc mũi kép ở đây ha. Còn một hàng phía trên này thì ở đây vị trí giao này mình sẽ bỏ qua ha. Ở dưới này thì mình vẫn móc ha, nhưng mà ở dòng tiếp theo thì mình lại bỏ qua một chân móc ở đây và móc tiếp vào cái hàng mũi kép tiếp theo là hai mũi kép đơn vào cái mũi kép này. Sau đó thì mình sẽ tới vị trí giao ở giữa của hai hàng mũi kép thì mình sẽ đâm kim vào giữa cái vị trí giao ở giữa này và móc vào đây là một mũi kép đơn. Tiếp tục lên hàng mũi kép tiếp theo, móc vào đầu hàng cũng chính là cái mũi kép nằm ngang, các bạn sẽ móc là hai mũi kép đơn. Sau đó tới vị trí giao giữa hai hàng mũi kép các bạn vừa móc và mũi kép tiếp theo thì ở vị trí giao giữa này chúng ta sẽ bỏ qua. Tức là các bạn cứ một hàng các bạn lấy mũi ở vị trí giao ở giữa thì một hàng các bạn sẽ bỏ qua nha mọi người. Đây như hàng phía đầu tiên này đúng không? Cái hàng đầu tiên thì mình sẽ lấy một mũi ở giữa. Nhưng hàng thứ hai thì mình sẽ bỏ qua. Tiếp tục hàng thứ ba thì mình sẽ lấy mũi ở giữa nè. Hàng thứ tư bây giờ thì mình sẽ bỏ qua, mình không có đâm kim vào giữa hai hàng mũi kép mình lấy nữa thì mình sẽ bỏ qua đây và tiếp tục đâm kim vào cái mũi kép nằm ngang tiếp theo và móc hai mũi kép đơn vào vị trí mũi kép này. Sau đó thì mình sẽ đâm kim vào giữa hai hàng mũi kép và móc một mũi kép đơn. Tiếp theo thì mình sẽ lặp lại cái thao tác này cho đến khi mình lên cái vị trí giữa hai phần vai áo. Cái chỗ vị trí mà mình nối cái phần vạt áo và phần lưng áo thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho mọi người nha. Sau khi mình móc mũi kép lên tới phần vai, trên đỉnh vai này chính là vị trí mà chúng ta vừa ráp cái phần vạt áo và phần lưng áo lại với nhau á, thì ở đây các bạn sẽ đâm kim vào vị trí mà hàng móc mà chúng ta ráp, tức là cái vị trí giao giữa hàng mũi kép cuối cùng của phần vạt áo và hàng mũi kép cuối cùng của phần mặt lưng á, thì mình sẽ móc đâm kim vào giữa và móc một mũi kép đơn vào đây. Thì tiếp theo ở những chân móc còn lại á, thì các bạn sẽ móc đối xứng với phần trước mà các bạn đã móc nè, tại vì số hàng móc nó sẽ giống nhau hoàn toàn như mọi người. Ở phần vạt áo nè, phần mặt lưng là số hàng móc nó giống nhau, nên là khi các bạn viền bên này như thế nào thì bên còn lại các bạn sẽ viền đối xứng. Như ví dụ ở đây đúng không, cái hàng mũi kép tiếp theo nè, các bạn sẽ viền hai, các bạn sẽ đi hai mũi kép vào cái hàng mũi kép nằm ngang này và ở giữa thì chúng ta móc một mũi kép đơn nè. Thì bên này cũng vậy, các bạn cũng sẽ tính bắt đầu đi hai mũi kép đúng không, sau đó ở giữa móc một mũi kép, sau đó tiếp tục đi hai mũi kép nè, xong rồi bắt đầu là bỏ qua một cái vị trí giao ở giữa, xong đi hai mũi kép, sau rồi móc một cái mũi kép vào giữa nè. Đó, bên này các bạn đi sao thì bên kia các bạn sẽ đi như vậy và đi cho đến cái góc phía dưới này. Thì đây, đây là cái góc mà vị trí của cái mũi kép nè.
chân của cái mũi ghép ở góc này đúng không? Thì bên này các bạn móc sao thì bên này các bạn cũng móc như vậy luôn. Tức là khi mà mình móc cái vị trí chân này nè, thì chúng ta móc hai mũi kép đơn trùng đầu á, một chân nó sẽ nằm ở góc này và một chân nó sẽ nằm ở cái mũi kép này. Đó. Các bạn nói chung là các bạn hình dung là bên này móc đối xứng thì bên này khi các bạn móc lên như thế nào, thì bên này các bạn móc xuống, thì các bạn nhìn mũi bên này các bạn móc đối xứng qua là được. Rất là dễ hình dung nha. Sau khi mình móc tới cuối dòng móc số 1 của phần tay áo thì các bạn sẽ đâm kim vào cái mũi bánh thứ ba của dãy 3 mũi bánh đầu tiên trên cái dòng móc này và kéo cho mình một mũi trượt qua. Thì vậy là chúng ta đã kết thúc vòng móc đầu tiên. Tiếp theo thì các bạn sẽ quay ngược đầu móc lại và móc dòng móc thứ hai. Thì dòng móc thứ hai khá đơn giản nha. Đầu tiên các bạn sẽ lên cho mình là ba mũi bính, đâm kim vào chân móc tiếp theo. Thì chân móc đầu tiên các bạn lên ba mũi bính và tính nó mũi kép đơn đầu tiên, rồi thì các bạn sẽ đâm kim vào chân móc tiếp theo và móc một mũi kép đơn. Tiếp tục thì các bạn sẽ lần lượt đâm kim vào mũi chân móc, và mũi chân móc như vậy thì các bạn sẽ móc mũi kép đơn hết cho mình. Thì ở chân móc này chúng ta vẫn giữ nguyên số mũi giống như là ở dòng móc đầu tiên, và ở đây thì các bạn sẽ không tăng giảm mũi gì hết, mà các bạn cứ móc như vậy cho đến khi các bạn móc xong dòng móc thứ 38 của phần tay áo. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho mọi người. Ở đây thì mình sẽ không giảm mũi ở phần tay áo, mình sau khi mình móc đủ 38 hàng mình mới bắt đầu giảm mũi nha mọi người. Sau khi mình móc xong dòng móc số 38 của phần tay áo thì mình sẽ quay ngược đầu móc lại để móc dòng móc số 39. Thì ở đây phần tay áo, dòng móc số 39 và dòng móc số 40 thì mình sẽ giảm mũi nha mọi người. Mình sẽ giảm mũi liên tục ở hai dòng móc này để tạo độ bo của phần tay áo. Thì đầu tiên mình sẽ lên hai mũi bính nè. Mình sẽ móc vào chân móc thứ hai một mũi kép đơn. Thì như thường lệ thì mình sẽ móc ba mũi bính và móc vào chân móc thứ hai một mũi kép đơn. Thì ba mũi bính đầu tiên mình tính nó là mũi kép đơn, nhưng mà ở đây mình lên hai mũi bính thôi, thì mình sẽ tính đây là một mũi giảm, hai mũi kép đơn chụm đầu nha. Tiếp theo các bạn sẽ móc lần lượt cho mình là cứ hai mũi kép đơn chụm đầu và lặp lại như vậy cho đến hết vòng móc số 39 ở đây. Thì cách móc hai mũi kép đơn chụm đầu thì mình đã hướng dẫn cho mọi người ở phần vạt áo rồi. Mọi người thực hiện giống như khi móc ở phần vạt áo để móc cái phần tay áo nha. Ở đây ở dòng móc số 39 thì nó sẽ còn một mũi cuối cùng là một mũi lẻ, thì các bạn sẽ móc vào cái mũi cuối cùng ở trên dòng này là một mũi kép đơn. Sau đó thì dòng số 40 các bạn cũng sẽ tiếp tục giảm như dòng số 39, các bạn sẽ giảm liên tiếp cho mình những cái mũi hai mũi kép đơn chụm đầu như vậy. Và sau khi các bạn móc xong dòng móc số 40 thì mình sẽ hướng dẫn tiếp cho mọi người nha. Sau khi mình giảm xong dòng số 40 thì ở dòng số 41 mình sẽ bắt đầu tăng mũi trở lại để tạo độ xòe cho phần tay áo. Thì đầu tiên các bạn sẽ lên cho mình là ba mũi bính ha. Ba mũi bính này mình tính nó là mũi kép đơn trên cái chân móc đầu tiên ở đây. Thì chân móc này mình vừa móc mũi trượt và mình quay ngược dòng móc lại nè. Thì đây là chân móc này nó đã có một mũi kép đơn rồi ha. Thì các bạn sẽ đâm kim vào chân móc số 2 và móc vào chân móc này cho mình là hai mũi kép đơn chung một chân móc. Tiếp theo thì các bạn sẽ lần lượt móc từng chân móc là một cái mũi tăng như vậy cho đến hết dòng móc số 41 ở đây. Mũi tăng là có nghĩa là hai mũi kép đơn chung một chân móc đó mọi người, thì mình tạm gọi tắt nó là mũi tăng cho dễ ha. Khi mình móc tới cuối dòng móc số 41 thì ở đây ở cuối dòng móc số 41 mình sẽ gặp lại cái chân móc đầu tiên mà mình lên ba mũi bính nè. Thì ở đây các bạn sẽ đâm kim tiếp tục vào chân móc này và móc tiếp vào đây cho mình là thêm một mũi kép đơn nữa, để chân móc này nó sẽ tăng thêm thành hai mũi kép đơn chung một chân móc nha mọi người. Sau đó thì mình sẽ đâm kim vào mũi bính thứ ba của dãy ba mũi bính đầu tiên ở đây và trượt một mũi trượt vào đây. Vậy là mình đã xong dòng móc số 41. Tiếp theo dòng móc số 42 mình sẽ quay ngược đầu móc lại, và đây các bạn sẽ lên ba mũi bính và tính nó là mũi kép đơn đầu tiên trên dòng móc số 42. Ở đây các bạn sẽ bỏ qua chân móc đầu tiên, đâm kim vào chân móc thứ hai nha, và móc vào đây cho mình là hai mũi kép đơn chung một chân móc. Thì chúng ta sẽ có là một kép đơn một tăng. Thì tiếp theo các bạn sẽ lặp lại cái cụm một kép đơn một tăng này cho đến hết cái dòng móc số 42 ở đây. Thì có nghĩa là chân móc số 2 này mình sẽ móc là một kép đơn nè, chân móc số 3 này thì móc một tăng ha. Sau đó chân móc thứ 4 chúng ta móc một kép đơn, chân móc thứ 5 một mũi tăng. Đó, các bạn cứ xen kẽ một tăng một kép đơn như vậy cho đến hết dòng móc số 42 ở đây nha. Sau khi mình móc tới cuối dòng móc số 42 ở đây thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái mũi bính thứ ba của dãy ba mũi bính đầu tiên
trên cái dòng móc này và móc cho mình một mũi trượt vào đây để kết thúc dòng móc số 42. Tiếp theo các bạn sẽ quay ngược đầu móc lại, liên cho mình 3 mũi bính ha. Thì 3 mũi bính này mình sẽ tính nó là mũi kép đơn đầu tiên trên dòng móc số 43. Ở đây thì các bạn sẽ bỏ qua chân móc đầu tiên ở đây, đâm kim vào chân móc số 2 và móc cho mình là một mũi kép đơn vào chân móc số 2. Ở chân móc số 3 thì mình sẽ móc vào đây là một mũi tăng, tức là hai mũi kép đơn chung một chân móc ha. Tiếp theo các bạn sẽ lặp lại cái cụm họa tiết này, tức là một đơn, một kép đơn, một kép đơn, một tăng. Đó, các bạn cứ lặp lại cho mình cụm 3 mũi như vậy nè, cho đến hết vòng móc số 43 ha. Thì bây giờ này mình sẽ lặp lại một lần nữa ha, lần số 2 nè. Hai chân móc tiếp theo mỗi chân móc là một mũi kép đơn nè. Chân móc tiếp theo, chân móc thứ 3 là hai mũi kép đơn trong một chân móc. Vậy là mình lặp lại được hai lần rồi đó. Tiếp theo mình sẽ lặp lại cụm họa tiết này á cho đến hết dòng móc số 43 đây nha. Sau khi mình móc tới cuối dòng móc số 43 thì mình cũng sẽ đâm kim vào cái mũi bính thứ 3 của dãy 3 mũi bính đầu tiên trên dòng móc này để kết thúc dòng móc số 43. Và mình sẽ quay ngược dòng móc lại để móc tiếp dòng móc số 44. Thì ở đây mình sẽ lên 3 mũi bính và tính nó là mũi kép đơn đầu tiên trên dòng móc số 44. Mình sẽ móc vào chân móc số 2 một mũi kép đơn. Và ở dòng móc số 44 này mình sẽ lần lượt móc từng chân móc là một mũi kép đơn và sẽ không có tăng mũi ở dòng móc này nha mọi người. Sau khi mình móc xong dòng móc số 44 thì mình sẽ quay ngược dòng móc lại. Ở đây thì mình sẽ móc dòng móc số 45, cũng là dòng móc viền cuối cùng trên cái phần tay áo. Đầu tiên mình sẽ lên một mũi bính ha. Ở đây thì mình sẽ bỏ qua cái chân móc số 2, mình sẽ đâm kim vào chân móc số 3 và móc một mũi đơn vào chân móc số 3. Sau đó thì mình sẽ lên 3 mũi bính, 1, 2, 3. Tiếp tục đâm kim vào chân móc này và móc thêm vào chân móc này thêm một mũi đơn nữa. Vậy là mình đã có được một cái họa tiết đầu tiên trên phần tay áo. Tiếp theo thì mình sẽ bỏ qua chân móc số 2, là tức là chân móc kế bên này nè, đâm kim vào chân móc tiếp theo, móc một mũi đơn vào chân móc này. Sau đó thì các bạn sẽ lên cho mình là 3 mũi bính và tiếp tục đâm kim vào chân móc này, móc một mũi đơn. Vậy là mình đã có được một cái cụm họa tiết thứ hai. Tiếp theo, bỏ qua một chân móc, đâm kim vào chân móc tiếp theo, móc một mũi đơn. Tiếp tục lên 3 mũi bính và đâm kim tiếp tục vào chân này, móc này và móc thêm một mũi đơn nữa thì mình đã có cụm họa tiết thứ ba. Tiếp theo các bạn sẽ lặp lại từng cái cụm họa tiết như vậy và đi hết số chân móc trên vòng móc số 45 ở đây nha. Sau khi mình móc tới cụm họa tiết cuối cùng trên cái dòng móc số 45 thì ở đây mình còn một chân móc nữa, là mình lại gặp lại chân móc đầu tiên thì mình sẽ bỏ qua chân móc ở đây. Mình sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên luôn và móc vào đây một mũi đơn. Sau đó thì các bạn sẽ liên cho mình hai mũi bính ha. Ở đây thì các bạn sẽ đâm kim vào cái mũi trượt vào cái mũi đơn đầu tiên của cái cụm họa tiết đầu tiên nè. Cụm họa tiết này sẽ có hai đơn, ba bính đúng không? Thì ở đây các bạn sẽ đâm kim vào cái mũi đơn này và móc cho mình một mũi trượt vào đây. Sau khi mà mình móc tới cụm họa tiết cuối cùng trên dòng móc số 45 thì mình chỉ còn một chân móc nữa là mình gặp lại được cái chân móc đầu tiên trên cái dòng móc này. Thì đây mình sẽ bỏ qua chân móc này và đâm kim vào chân móc đầu tiên ha, móc một mũi đơn vào chân móc này. Sau đó các bạn sẽ liên tiếp cho mình là 3 mũi bính và ở đây các bạn sẽ trượt cho mình một mũi trượt vào cái mũi bính đầu tiên mà các bạn lên ở cái dòng móc này. Thì đầu dòng móc các bạn có lên một mũi bính để móc cái cụm họa tiết đầu tiên thì các bạn sẽ đâm kim vào cái mũi bính này cho mình và trượt một mũi trượt vào mũi bính này ha. Sau đó thì các bạn sẽ cắt len cho mình. Rút phần len này lên. Sau đó thì các bạn sẽ đâm kim từ phía dưới lên của chân móc mà các bạn vừa móc mũi trượt để kéo phần len này vào phía dưới mặt trái của phần tay áo. Và các bạn sẽ dùng kim khâu len để giấu phần len còn thừa ở phần tay áo vào mặt trái ha. Khi mình móc xong phần tay áo rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành viền mũi đơn cho cái phần thân áo. Thì ở đây mình sẽ viền đúng một vòng của cái phần áo này, toàn bộ là mũi đơn hết mọi người. Ở đây thì mình sẽ viền ở mặt phải của áo nha. Các bạn sẽ trải cái mặt phải ra và bây giờ mình sẽ đâm kim vào cái vạt áo phía bên tay phải. Và ở đây thì các bạn sẽ đâm kim vào cái vạt áo này và ở phía góc cuối cùng của cái vạt áo luôn mọi người.
mọi người sẽ đưa phần len mới vào cái góc phía dưới của phần vạt áo và thắt cho mình một cái mũi ở đây để cho phần len này được chắc chắn hơn. Sau đó thì các bạn sẽ đâm kim tiếp tục vào chân móc này, kéo sợi len kéo qua chân móc này. Tiếp theo thì các bạn sẽ đâm kim vào giữa cái mũi kép đơn nằm ngang ở đây và móc vào cái mũi kép đơn này cho mình là một mũi đơn. Đầu tiên các bạn sẽ lên một mũi bính đã ha. Tiếp tục đâm kim vào mũi kép này và móc một mũi đơn. Sau đó đâm kim tiếp tục vào mũi kép này và móc thêm một mũi đơn nữa. Là cái mũi kép nằm ngang này chúng ta sẽ có hai mũi đơn. Và các bạn lưu ý là khi các bạn viền thì các bạn sẽ lỏng tay cái mũi đơn cho mình, để cái phần nẹp phía ngoài, cái phần nẹp mũi đơn này nó không làm cái áo của các bạn bị díu lại ha. Nhưng mà các bạn cũng đừng có lỏng tay quá. Nếu mà lỏng tay quá thì cái phần vạt áo này nó sẽ bị dài ra. Và đây mình sẽ bỏ qua cái vị trí dao ở giữa của hai cái hàng móc, hai cái hàng mũi đơn nằm ngang này, mũi kép đơn nằm ngang này, và móc vào cái mũi kép đơn nằm ngang tiếp theo hai mũi đơn vào vị trí mũi kép đơn này. Đó, vậy là mình đã viền được 4 mũi đơn ở hai cái hàng mũi đơn, hai hàng mũi kép đơn ở đây. Tiếp theo mình sẽ lên hàng mũi kép đơn tiếp theo và cũng móc vào cái mũi kép đơn nằm ngang này là hai mũi đơn ha. Đó, thì các bạn sẽ lần lượt viền như vậy cho đến khi các bạn lên tới cái vị trí mà các bạn bắt đầu giảm mũi để móc cái phần cổ áo nè. Đây, đây chính là cái hàng móc. Mình sẽ móc liên tiếp được 18 cái mũi kép đơn nằm ngang ở vị trí 18 hàng móc phía phần thân dưới của áo. Thì mình sẽ lên tới cái vị trí giảm mũi. Thì khi các bạn lên tới cái vị trí giảm mũi này các bạn dừng lại ha. Mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho mọi người ở cái vị trí này nha. Sau khi mình viền mũi đơn lên tới vị trí mà mình bắt đầu giảm mũi để tạo hàng cổ này, thì ở đây mình, đây là cái hàng giảm mũi, các bạn có thể thấy đây là hàng giảm mũi ha. Và trước đó là cái hàng mình không giảm mũi này. Thì bây giờ ở đây mình sẽ đâm kim vào vị trí là cái mũi, cái vị trí dao ở giữa của hai hàng móc này, đâm kim vào cái chân móc ở giữa này và móc một mũi đơn vào đây. Sau đó thì ở đây các bạn sẽ liên cho mình cái dãy bính, mà cái dãy bính này có chiều dài chính là cái phần dây các bạn sẽ thắt nơ ở phía trước ngực. Nên là nếu mà bạn nào muốn phần dây dài hay ngắn thì các bạn sẽ điều chỉnh cái dãy bính này cho mình ha. Bây giờ mình sẽ liên dãy bính ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sau khi mình móc được 70 mũi bính thì mình thấy chiều dây dài đã phù hợp rồi. Thì bây giờ mình ở cuối cái phần dây này các bạn sẽ móc cho mình như sau. Ở đây thì các bạn sẽ lấy len, thì các bạn sẽ quay lại và đâm kim vào cái mũi bính thứ 77. Sorry mọi người, mũi bính thứ 67 ha. Thì tức là các bạn sẽ bỏ qua mũi bính thứ 68, 69 và 70 ha. Các bạn sẽ đâm kim vào mũi bính thứ 67 và móc vào mũi bính này cho mình là một mũi kép đơn. Tiếp tục đâm kim vào mũi bính này móc tiếp thêm một mũi kép đơn nữa là hai mũi kép đơn ha. Sau đó thì các bạn sẽ lên 3 mũi bính, đâm kim tiếp tục vào mũi bính này móc một mũi trượt, thì chúng ta đã có được một cái cánh hoa đầu tiên của phần dây nè. Tiếp theo lên 3 mũi bính, tiếp tục đâm kim vào mũi bính này và móc hai mũi kép đơn vào cái mũi bính này. Sau đó các bạn sẽ lên 3 mũi bính, trượt một mũi trượt vào cái mũi bính này, mình có cánh hoa thứ hai. Tiếp theo lên 3 mũi bính, móc hai mũi kép đơn vào chân móc này. Tiếp tục lên 3 mũi bính và trượt một mũi trượt vào chân móc này, thì mình đã có được một cái cánh thứ ba. Thì mình đã có một cái chiếc lá, cỏ ba lá ở phần cuối của đoạn dây ha. Tiếp theo thì các bạn sẽ quay ngược lại và bây giờ thì các bạn sẽ lần lượt trượt cho mình ở mỗi cái mũi bính như vậy là một mũi trượt cho đến hết cái dãy bính ở đây. Thì bây giờ mình sẽ quay ngược lại nè. Thì đây các bạn sẽ có cái dãy bính ha. Thì các bạn sẽ đâm kim vào lần lượt từng cái mũi bính và trượt cho mình mỗi cái mũi bính như vậy là một mũi trượt ha. Mình sẽ trượt lần lượt như vậy cho đến khi mình gặp lại cái mũi bính đầu tiên trên cái dãy bính này. Khi mình trượt tới cái mũi bính cuối cùng ở đây thì mình sẽ tiếp tục viền mũi đơn ở những dòng mũi kép tương tự như phần thân dưới của áo mình đã hướng dẫn cho mọi người ha. Thì đây là cái mũi trượt cuối cùng của mình trên cái mũi bính cuối cùng. Thì mình đã xong cái phần dây áo với cái phần cỏ ba lá ở cuối phần dây như thế này. Ở
Ở đây thì mình sẽ tới cái hàng mũi kép đơn tiếp theo. Thì cái mũi kép đơn nằm ngang này thì mình sẽ móc vào cái mũi kép đơn này là hai mũi đơn vào vị trí này ha. Sau đó thì mình sẽ tiếp tục viền như vậy cho đến lên tới cái phần cổ áo phía trên của phần mặt lưng này. Ở đây thì mình sẽ có bổ sung cho mọi người thêm một cái chỗ là khi mình viền lên tới cái phần vai của áo nè, ngay cái chỗ mà chúng ta khâu hai cái phần vai vạt áo và phần mặt lưng lại với nhau á, thì ở cái hàng mũi kép này khi mình viền vào đây là hai mũi đơn rồi thì mình sẽ tới cái vị trí này. Vị trí này là vị trí là có một cái chân móc là chúng ta khâu lại với nhau này. Đây là hai chân móc chúng ta khâu lại với nhau đúng không? Thì ở hai chân móc này các bạn sẽ móc cho mình như sau. Mình sẽ đâm kim qua chân móc này, kéo len qua cái chân móc mà chúng ta khâu hai cái mũi cuối cùng này. Sau đó tiếp tục các bạn sẽ đâm kim qua cái phần mặt sau này, kéo qua, lấy len kéo qua chân móc này, chính là hai chân móc mà chúng ta khâu lại với nhau ở cái phần thân trước và thân sau á. Sau đó thì mình sẽ tiếp tục đâm kim vào chân móc tiếp theo, chân móc của phần mặt lưng, lấy len kéo qua chân móc này, sau đó lấy len và kéo qua những chân móc trên kim thì mình đã có được một cái chân móc ở đây thôi ha. Còn những cái vị trí này thì mình lấy len kéo qua, mục đích là để không có tạo một cái lỗ ở cái vị trí này ha mọi người. Tại vì khi mà mọi người móc trực tiếp một mũi đơn qua cái phần cổ áo ở đây á, thì ở đây nó sẽ có bị hở một cái lỗ ra, thì nó sẽ không làm cái áo của mọi người nó bị xấu đi. Thì mọi người sẽ gom lại tất cả những cái mũi này thành một mũi như vậy để không có tạo cái lỗ hở ở đây ha. Và tiếp theo thì mình sẽ bắt đầu móc mũi đơn bình thường cho tới cái vị trí mà mình khâu còn lại, thì các bạn cũng sẽ gom những cái bụi đó lại thành một mũi để không có tạo cái một cái lỗ hở ở vị trí đó nha. Thì các bạn có thể thấy là khi chúng ta lên cái mặt lưng á, thì nó sẽ rõ từng cái chân móc rồi, thì các bạn cứ như vậy mà viền thôi ha, viền sang phía đối xứng và làm phần dây ở những cái dòng móc đối xứng cho mình. Thì tức là khi các bạn qua cái phần vạt áo còn lại tới cái vị trí mà cái hàng móc mà chuẩn bị mà chúng ta tới cái vị trí bắt đầu giảm xong phần cổ này xuống phần thân dưới, thì các bạn cũng sẽ làm cái phần dây giống như là phần vạt áo đầu tiên ha. Và mình sẽ viền như vậy cho đến khi mình đi hết phần thân dưới của áo, gặp lại cái mũi đơn đầu tiên mà mình viền ở đây, thì mình sẽ kết thúc phần viền này và mình sẽ hướng dẫn tiếp cho mọi người nha. Sau khi mình viền tới cái mũi đơn cuối cùng và mình đã gặp lại cái mũi đơn đầu tiên khi chúng ta thắt cái phần len mới vào góc áo, thì ở đây mình sẽ đâm kim vào cái mũi đơn đầu tiên ở đây, lấy len và kéo qua một mũi trượt qua như thế này. Sau đó tới đây thì các bạn có thể là cắt bỏ phần len này được rồi ha. Đây mình sẽ cắt len. Sau đó thì các bạn sẽ rút phần len này lên. Tiếp theo các bạn sẽ quay đâm kim từ phía dưới lên của cái chân móc mà các bạn vừa móc mũi trượt để kéo phần len mà các bạn vừa cắt xuống cái mặt trái của áo để giấu phần len thừa này ở phần mặt trái của áo ha. Ở đây thì các bạn dùng kim khâu len để giấu nha. Thì mình sẽ giấu phần len thừa còn lại này đi vào những cái mũi đơn ở phần viền áo mình vừa móc xong. Thì phần viền áo này nó sẽ có từng cái mũi đơn mọi người. Mình đã móc từng cái mũi đơn như vậy thì ở đây mình sẽ xỏ cái kim xuyên qua những cái mũi đơn mà mình đã viền ở cái phần thân dưới của áo, thì giấu phần len thừa cuối cùng này đi. Khi mình giấu xong thì còn một ít len thừa thì mình có thể là cắt bỏ đi. Vậy là mình đã viền xong dòng mũi đơn cho cái phần mặt ngoài của phần áo này. Thì đây là cái phần mặt trước của áo này. Sau khi mình làm và thắt nơ ở phía trước thì mình đã xong phần tay áo cũng như là phần thân áo rồi. Bây giờ thì mình sẽ móc phần bèo ở cổ. Thì để móc phần bèo ở cổ, đầu tiên các bạn phải đếm mũi cho mình. Thì các bạn sẽ đếm cho mình tổng số mũi ở cái vị trí mà trên cái phần dây ha. Thì đây là phần dây áo nè, ở phía trên phần dây áo nè, các bạn sẽ đếm số chân móc trên cái phần cổ áo trên này cho mình. Thì ở đây với phần cổ áo của mình sẽ có tổng cộng là 132 chân móc. Thì với 132 chân móc này mình sẽ khởi tạo cái dãy bính đầu tiên của phần bèo và mình sẽ làm phần bèo. Sau đó thì mình sẽ ráp phần bèo đó vào phần cổ áo mình đã móc ở đây. Thì phần bèo sẽ là móc rời, nên là tới cái giai đoạn này á, nếu như bạn nào không thích móc phần bèo á, thì các bạn có thể dừng lại ở đây và cũng có thể mặc áo như một mẫu áo bình thường được rồi. Còn nếu như bạn nào
tiếp tục móc thì các bạn sẽ móc phần bèo cho mình. Thì để móc phần bèo áo thì chúng ta sẽ khởi tạo cái dãy bính bằng cái số mũi móc ở phần cổ áo ha. Ở phần cổ áo mình sẽ đếm từ vị trí mà chúng ta sau khi móc xong phần dây áo phía bên tay phải, đếm số mũi móc lần lượt qua đến khi chúng ta gặp được cái phần dây áo phía bên tay trái. Và ở đây thì mình sẽ có tổng cộng là 132 mũi, thì mình sẽ khởi tạo cái dãy bính của phần bèo áo là 132 mũi bính nha. Sau khi mình móc được 132 mũi bính rồi thì ở đây các bạn sẽ liên tiếp cho mình 3 mũi bính. Thì 3 mũi bính mình lên sau cùng này chính là mũi kép đơn đầu tiên. Tiếp theo mình sẽ đâm kim vào cái mũi bính thứ 132 và móc vào đây là một mũi kép đơn đầu tiên ha. Và ở mũi kép đơn ở chân móc này nó sẽ có hai mũi kép đơn, là 3 mũi bính mình lên sau cùng và cái mũi kép đơn mình vừa móc xong ở đây. Tiếp theo ở mũi bính tiếp theo mình sẽ móc vào mũi bính này là hai mũi kép đơn chung một chân móc. Hai mũi kép đơn chung một mũi bính này. Tiếp tục ở mũi bính tiếp theo mình cũng sẽ móc là hai mũi kép đơn. Và ở đây thì mình sẽ lần lượt móc từng mũi bính như vậy là hai mũi kép đơn và mình sẽ đi lần lượt cho đến hết cái dãy bính của mình ở đây nha. Sau khi mình móc tới chân móc cuối cùng cũng là mũi bính cuối cùng trên dòng móc đầu tiên của phần bèo áo nè, thì mình sẽ quay ngược dòng móc lại và móc tiếp dòng móc số 2. Thì đến móc dòng móc số 2 các bạn sẽ liên cho mình là 3 mũi bính. Và đây các bạn sẽ bỏ qua chân móc đầu tiên vì 3 mũi bính này mình tính nó là mũi kép đơn đầu tiên rồi. Thì các bạn sẽ đâm kim vào chân móc thứ 2, móc cho mình một mũi kép đơn vào chân móc này ha. Tiếp theo thì mình sẽ lần lượt móc từng chân móc là một mũi kép đơn cho đến hết dòng móc số 2 ở đây. Và tổng số chân móc của dòng móc số 2 nó sẽ bằng số chân móc so với dòng móc đầu tiên ha. Và khi các bạn móc xong dòng móc số 2 rồi thì dòng móc số 3 và số 4 thì các bạn sẽ móc giống dòng móc số 2, tức là chúng ta cũng sẽ lên 3 bính và giữ nguyên móc từng chân móc là một mũi kép đơn, giữ nguyên số chân móc giống như là chúng ta đang móc dòng móc số 2 ở đây. Và khi mà các bạn móc xong dòng móc số 4 thì các bạn sẽ đi cho mình một cái viền họa tiết giống như khi các bạn móc phần tay áo mọi người. Mọi người nếu mà quên rồi thì có thể tua lại để xem cách móc cái phần viền ở phần tay áo để móc cái phần viền ở phần cổ áo nha. Và khi các bạn móc xong cái phần bèo này rồi thì chúng ta sẽ ráp vào phần cổ áo. Sau khi mà mình móc xong phần bèo áo rồi thì bây giờ mình sẽ ráp phần bèo áo vào phía trong của phần cổ áo. Thì đây là cái phần vạt áo phía bên tay trái của mình ha. Và đây là vạt áo phía bên tay phải. Thì mình sẽ ráp ở mặt phải của áo nha mọi người. Và đây là cái phần cổ áo, phần bèo áo nè. Mình sẽ quan sát dòng móc đầu tiên, nếu ở nằm ở mặt phải thì chúng ta sẽ ráp ở mặt, bắt đầu ráp ở mặt phải của cái phần bèo. Đầu tiên thì mình sẽ đâm vào cái mũi đầu tiên trên cái phần bèo. Và phía dưới này mình cũng sẽ đâm vào mũi đầu tiên của phần cổ. Thì phần cổ mình sẽ tính cái mũi đầu tiên nó sẽ nằm ở trên cái phần dây trở lên phần cổ cho đến phần mũi còn lại của khi chúng ta gặp lại phần dây thứ hai ha. Và khi các bạn đưa đâm kim qua như vậy thì các bạn sẽ đưa phần len mới vào. Ở đây thì trên cái phần len mới các bạn sẽ tạo cho mình một cái mũi đầu tiên trên cái phần len mới trước. Các bạn sẽ tạo cho mình một cái mũi khi giống như khi các bạn khởi tạo cái mũi bính á. Sau đó thì mình sẽ đâm kim vào lại hai cái chân móc ở đây ha. Các bạn sẽ đưa cái mũi các bạn vừa tạo kéo lên hai cái chân móc này. Tiếp theo các bạn sẽ đâm kim vào chân móc thứ hai ở trên phần bèo. Và phía dưới cũng vậy, các bạn cũng sẽ đâm kim vào chân móc thứ hai của phần cổ áo. Mình sẽ kéo một mũi trượt qua hai chân móc này luôn. Tiếp tục ở chân móc thứ ba, ở phía dưới của phần cổ áo mình cũng sẽ đâm kim qua chân móc thứ ba ha. Và kéo một mũi trượt qua. Ở đây thì các bạn sẽ trượt lỏng tay cho mình. Các bạn đừng có trượt, đừng có siết chặt cái mũi này quá ha. Nếu mà các bạn siết chặt quá thì phần cổ nó sẽ bị díu lại, nó sẽ không có đẹp. Nên là các bạn sẽ trượt lỏng tay thôi. Ở đây thì mình sẽ lần lượt trượt từng cái mũi ở trên phần bèo tương ứng với những cái mũi trên phần cổ và đi hết cái phần viền cổ sang cái phần mũi cuối cùng trước khi chúng ta gặp phần dây áo thứ hai thì mình sẽ dừng lại ha. Sau khi mà mình trượt tới cái mũi cuối cùng của phần bèo áo thì mình vừa gặp được cái phần dây áo còn lại luôn. Thì tới đây các bạn sẽ lấy qua cho mình, lấy mũi và kéo qua cái chân móc cuối cùng cho mình ha. Và tới đây thì các bạn có thể cắt len được rồi. Sau khi cắt len thì các bạn sẽ rút phần len này lên. Và ở đây mình sẽ dùng kim khâu len để giấu phần len này. Thì các bạn sẽ có thể là quay ngược lại phần ở giữa, ở phía sau của phần bèo nè. Mình sẽ dùng kim khâu len
và khâu cái phần sợi len này vào cái vị trí là những cái chân của mũi kép ở phần mặt dưới của phần bèo này nha. Tương tự thì những cái phần dây len dư còn lại á, các bạn cũng sẽ giấu tương tự như cái phần dây len còn thừa cuối cùng trên cái phần bèo ở đây nha. Và đây là sau khi mình ráp xong cái phần bèo vào cổ áo thì các bạn có thể thấy là cái mẫu áo này đã hoàn thiện rồi. Vì phần cổ áo và phần bèo áo cũng chính là phần cuối cùng trên cái mẫu áo này. Vậy là mình đã hướng dẫn xong hoàn toàn cho mọi người móc một cái mẫu áo khoác có phần bèo và dây cột nơ phía trước rất là xinh xắn như thế này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi bài hướng dẫn của mình. Mọi người nếu xem bài hướng dẫn của mình, yêu thích bài hướng dẫn này thì nhớ nhấn thích video để lại bình luận và bấm đăng ký kênh, kích hoạt phần chuông để nhận được thông báo khi ra bài hướng dẫn mới nha. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong bài hướng dẫn lần sau. Bye bye. Thank you.